Dạ, em xin chào tất cả các bạn yêu Lan ạ. Phiên buổi sáng ngày hôm nay ngày 13 tháng 5 năm 2022. Hôm nay thì nhà em tiếp tục lại về bổ sung thêm một những cái lô hàng mới rất là đẹp. Những dòng hàng hoa lan độc lạ sưu tầm. Và hai số để các bác điện thoại liên hệ đặt hàng là 0393 99 8895 hoặc 0966 12 1377. Và hôm nay thì nhà em vẫn có chương trình miễn phí ship khi mua từ 3 chậu hàng thuần bất kỳ trở lên nhé. Và cái mặt hàng đầu tiên thì em cũng xin giới thiệu luôn, đó chính là cái dòng hàng, đó chính là vũ nữ đỏ tia chớp ạ. Cái dòng vũ nữ đỏ tia chớp này thì hôm nay em lại về bổ sung lô hàng mới và giá hôm nay rất là yêu thương. Cái lô hàng này em sẽ nhờ một bạn nhân viên đứng cầm để cho mọi người xem tình trạng hàng. Cây to về số lượng rất là nhiều. Đỏ tia chớp thì hôm bữa lô đầu tiên về thì giá thành nó cũng có sự nhích hơn một tí, nhưng lô đợt này thì do lấy số lượng nhiều hơn thì nhà vườn người ta có giảm giá cho bên em một chút xíu. Và một cái chậu vũ nữ đỏ tia chớp ngày hôm nay thì em xin phép bán với giá là 260.000 đồng một giò đấy ạ. Hàng về rất là bạt ngàn nhé. Và các bác lưu ý là hàng nhà em là lấy hàng bụi khủng ạ. Đấy, bụi của nó là bụi rất là to, nó phải to gấp 3, gấp 4 lần những cái bụi mà thị trường người ta bán những chậu bé. Và về những chậu này thì mọi người có thể tách chiết ra thành những chậu nhỏ hơn. Khách nhà em về có khách người ta chiết ra 3 chậu, có khách chiết ra 4 chậu, bởi vì họ bỏ cái chậu nó quá là khủng. Đó, đây em nhắc lại cho mọi người xem một lần nữa cái chậu cây. Đó, nó rất là to và cái củ giả hành nó rất là mập. Cây nó cao bằng nửa người của mình rồi đấy. Tiếp theo nữa thì là cái dòng vũ nữ xanh cốm. Dòng này thì cái hoa của nó màu xanh và cái lưỡi của nó màu đen rất là đẹp. Dòng này thì nó có một chút rất là đặc biệt bởi vì đây là dòng vũ nữ mới. Vũ nữ xanh cốm này thì một chậu nó cũng nhiều thân. Một chậu thì cũng nhiều thân và đẻ rất là nhanh, rất là khỏe. Và mặt hoa thì em đính kèm trên màn hình, mọi người có thể tham khảo. Nó giống như màu của hoàng hậu xanh nhưng mà nó lại có một cái lưỡi màu đen. Đó chính là điểm nhấn. Và một chậu vũ nữ xanh cốm này thì em xin phép bán với giá là 180.000 đồng một giỏ và mua 3 giỏ miễn ship hoặc là 3 giỏ bất kỳ sẽ được miễn ship. Và tiếp theo bên đây đó chính là những chậu giả hạc Hawaii xanh mướt, những mầm gốc đang lên rất là dài rồi ạ. Và hiện tại thì cây đang đi mầm đi ngọn rất là khỏe. Hàng này là hàng chơi Tết năm nay và cuối năm thì độ dài thân nó sẽ đạt từ 50 đến 80 cm, thậm chí là 1 mét. Vừa rồi nhà vườn người ta chơi hoa xong người ta cắt giữ ươm ghi ạ. Còn đây là những cái mầm gốc nó lên thì đảm bảo các bác là chuẩn hoa như trên màn hình. Giả cao ngoài thì hoa nó rất là thơm. Một chậu trung bình tầm 4 thân. Có chậu thì cũng có cả 5 thân. Thì nó có cả những cái mầm ngăn ngắn nữa. Thì em cứ bán đồng giá theo mức giá hàng chậu nhé. Chiều dài cây thì cao tầm 1 gang tay hơn. Có cây thì gang rưỡi, có cây thì 2 gang. Cái này thì nó tùy từng chậu. Bởi vì thân dài, thân ngắn nó sẽ bù nhau. Và hôm nay thì số lượng về nó cũng không có nhiều đâu ạ. Một chậu giả hạc Hawaii ngày hôm nay, hoa màu trắng tinh. Em xin phép bán với giá là 170.000 đồng một chậu. Các bác mua 3 chậu giả hạc Hawaii sẽ được miễn phí ship về đến tận nhà nhé. Hàng về rất là đẹp. Và giả hạc Hawaii lần nào về nó cũng cháy hàng ạ. Nên mọi người nhanh tay để lựa chọn và sưu tầm. Xuống thêm một cái lô hàng kiều tím Thái các bác nhé. Kiều tím của Thái Lan ạ. Cây của nó đợt này xanh mướt, rất là nhiều thân, nhiều lá. Đấy, chiều cao thì trung bình nó rơi tầm khoảng 1 gang tay. Và chậu tơ mướt như vậy em bán là 150.000 đồng một chậu nhé. Đây là kiều tím Thái 150.000 đồng một chậu, hàng rất là đẹp. Vòng đỏ vừa mới về một cái lô hàng rất là VIP nha các bác nhé. Và thời điểm này thì em nhập cho các bác những cái lô hàng đầu xuân để các bác lẻ chơi hoa Tết năm nay. Đó, bây giờ là những cái chồi nộp non đang mọc lên này các bác này. Chậu trung bình tầm 4 này, có chậu 5 thân. Chậu nào 5 thân thì có kèm theo cả một số những thân ngắn nữa. Đây, hoặc là những cái thân mà nó dài trội lên thì những cái thân này nó ngắn hơn. Đấy, cứ xem đều như thế này. Một cái chậu trầm đồng đỏ rất là đẹp. Và hôm nay thì trầm đồng đỏ này em xin phép bán với giá bao nhiêu ạ? 190.000 đồng một giò. Hàng đẹp nhé các bác nhé. Đấy, toàn thân tơ là thân tơ. Thân này thì khẳng định các bác nuôi từ giờ đến cuối năm nó phải cao từ tầm trung bình 50 đến 70-80 cm. Đây là những cái chậu trầm đồng đỏ để hàng chơi Tết. Chỉ cần nuôi từ đầu xuân đến cuối năm là đã có một chậu trầm đồng đỏ đẹp rồi. Một loại mới hôm nay mới về đó chính là Đai Châu Lai với Cửu Bảo Tiên. Mặt hoa của nó này màu hồng cánh sen và loại này hoa rất là thơm.
vòi của nó sẽ là mọc thẳng đứng như thế này và một chùm sum xuê. Đó, một số cây thì bây giờ cũng đang nụ. Một số cây, một số nhá. Cái mùa hoa của loại này thì nó quanh năm. Và số lượng cây cặp lá trong một cây thì nó em đếm sơ sơ là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Trung bình tầm 10, 12, 13 cặp lá, toàn cây to thôi. Những cái cây to như này em bán là 180.000 một cây nhá. Hoa nở quanh năm và chơi hương hoa rất là thơm. Lan Thịnh Vượng phát tài. Lan Thịnh Vượng phát tài ạ. Những cái cây này cây mẹ bồng con. Một mẹ đẻ ra 1 đến 2 con các bác nhá. Đấy, những cây Thịnh Vượng phát tài này. Nó cũng như kiểu bản chất nó là dòng chơi củ thôi. Đến một thời điểm nào đó nó cũng sẽ rụng lá. Và đây cái lá của nó này, rất là xếp đẹp. Thịnh Vượng phát tài này em bán là 150.000 đồng một chậu. Hoa màu vàng, vàng tuyền, rất là đẹp. Dòng Thịnh Vượng phát tài này nó là một dòng cây phong thủy, 150.000. Giờ này bán rẻ, có những lô hàng 180, 190. Bên đây là những cái chậu trầm trắng hàng thân thòng các bác nhé. Trung bình một chậu nó rơi tầm 4, 5, 6 thân. Cả thân cao, thân dài, thân ngắn. Đấy. Và một chậu trầm trắng hàng thân thòng này đến Tết nó rất là dài và cho hoa của nó cực kỳ là sai, hoa siêu thơm. Với giá một chậu là 170.000. Các bác mua 3 chậu trầm trắng em miễn phí ship ạ. Tiếp nữa là những cái chậu giả hàng Asa, hoa siêu thơm ạ, hoa cực kỳ là thơm. Những cái chậu này thì cây của nó mầm tơ đang lên rất là mướt đẹp nhé. Đấy, trung bình một chậu thì nó cũng cao cao như thế này này. Đấy, nó tầm như vậy. Và nhiều thân như vậy em bán là 170.000 đồng một chậu, 3 chậu miễn ship. Có 5 chậu Hoàng Phi Hạc thuần vườn gần 2 năm nhá, rất là đẹp. Cây hiện tại này đi mầm rất là khỏe. Hàng chơi hoa Tết năm nay em gọi đây là mã H3, 1 thân tơ, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thân tơ. Đây là thân ngọn mầm thôi nhá. Còn những cái thân này đã xuống lá, nhiều thân còn chưa hoa cơ thì em không đếm, em chỉ đếm những thân mầm thôi. Giò này 230.000. Giò H7 220.000. Thân siêu dài luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 220.000. Rất là to đẹp. Hình H6 210.000 đồng. Chậu này cũng sum xuê rất là nhiều thân này. 210.000 đồng. Cũng nhiều thân, cũng phải 6, 7, 8 thân gì đấy. Hình H5 210.000 đồng. Hoàng Phi Hạc H5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mầm. Còn chưa kể những thân thắt ngọn mà chưa hoa lần nào đây này. 210.000 đồng thôi ạ. Và cuối cùng là hình H4 220. Thân chỉ siêu cao. Thân này phải rơi tầm 60 cm. 1, 2, 3, 4 thân cao. 5. 5 thân. Nhưng mà chậu này rất là to, cao, mập, khỏe. 220.000. Chậu này cũng gọi là chậu tác phẩm đấy ạ. Tiếp đến là những chậu phi điệp cánh viền nhé. Riêng cánh viền này thì em sẽ bao ship khi bác mua một cặp, tức là mua 2 chậu cánh viền em miễn ship. Đối với dòng cánh viền nhé, hàng này thì em chạy chương trình ưu đãi này. Em có mã CV3 còn 4 thân. Đây ạ, 4 thân đang đi ngọn. Hàng này hàng chơi Tết nên là nó đang đi ngọn, rất là rực, dài, khỏe. Và chưa kể những cái mầm gốc đang mầm đang lên này. Giờ này em bán 200.000 thôi, có 4 thân. Cứ cộp 2 chậu thì em sẽ miễn ship. CV4 này 5 thân. Chỗ này 230.000, 5 thân. Dài chưa? Đẹp chưa? 230.000. CV5 cũng 5 thân, cũng 230.000. Nguyên một giò phi điệp. Ngày trước thì cái dòng cánh viền này nó được lọt vào những cái tác phẩm thi hoa lan ấy, triển lãm ấy. Dòng này nổi tiếng là hoa thơm. Tiếp theo CV10, 5 thân, 220.000. 5 thân 220. CV11, 7 thân, 250. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5. Đây, 2 mầm nhỏ, 3 cái mầm nhỏ nữa. Cái này thì cả to cả nhỏ em tính là 250. Thân này nó mập, nó dài hơn, nó mập hơn. 250 một cái rể nguyên to đùng này. CV12, 5 thân, 230. Đấy, 230. Cũng rể to đẹp. CV13, cái này cũng cả 5 thân này. 1, 2, 3, 4, 5. Cũng 230.000. CV14, 250. Cái này có 4 thân thôi. Và có một cái mầm nhỏ nhỏ đây. Nhưng mà thân này nó rất là lực. Ui, của cái thân này nó phải nói là thân. Thân nù lắm. Thân lá to đùng ấy ạ. 250. Giò này CV14. CV15, 5 thân. Giò này đẹp này. Cũng đẹp. 250 này. 2, 4, 5. Cả mầm. Và CV16, 5 thân. Và CV16, một chậu 5 thân là 240 này. 5 thân mà chưa tính mầm gốc. Hai trăm tư.
Em lên một số những mã phi điệp tím giá rẻ nhé. Hàng thuần chậu rồi, về các bác chỉ được treo lên thôi. Hàng mặt hoa đẹp P16 này, 140.000 này, 2-3 mầm gốc này. Một thân này thì nó bị gập thân vào thành nên nó đang lên 4-5 cái kỳ này. Và có một thân này đang thắt ngọn này, P13 150.000. Chậu này bản lá mít rất là đẹp. 1, 2, 3, 4, 4 thân, à 4 mầm gốc. Và đây là những cái thân vừa rồi xuống lá. Chậu này 150.000. P15 cũng 150.000, 3 thân dài đang đi ngọn. P18 150.000 ạ. 2 thân xuống lá và đây ạ. Đây là những cái mầm gốc của nó. 2 3 4 5 6 7 mầm gốc. Chậu này 150.000. P2 160.000. 4 mầm gốc và đây ạ, có cả chi trên những thân già. P2 B3 140. P2 B3 140. Và có một chậu này mã chữ L nhá. Thân này hơi tía đỏ này. Giò này chắc là hàng của trong Lâm Đồng. Giò này 140.000, rất là nhiều mầm gốc. Điệp mắt đỏ, dòng đột biến, dòng hoa đột biến. Những năm về trước thì nếu cái tên gọi này nó không còn quá xa lạ. Và hiện tại thì cây của nó đây, bông hoa của nó vẫn còn để cho các bác có thể xem này. Bông hoa màu trắng sữa với mắt màu đỏ rất là đẹp. Hôm nay thì em chia sẻ giống cho các bác với những giá rất là hợp lý phải chăng. Chậu hiện tại rơi tầm 3 đến 4 thân, 5 thân cũng có. Đấy ạ, những chậu nào nhiều thân như thế này thì thường là thân nó ngắn. Còn những chậu là thân cao thì thân nó dài hơn. Và đặc biệt hơn là bây giờ nó đang lên mầm gốc này. Cách đây tầm năm ngoái đấy thì em nhập những cái chậu này là bán ra toàn 300.000, hơn 300.000 một chậu thôi. Nhưng hôm nay ấy, cái giá hàng năm nay người ta bán giá rất là rẻ. Một chậu kim điệp mắt đỏ đang rất là nhiều mầm gốc như thế này, về các bác chăm mầm, năm tới được một giò bự. Giá chia sẻ giống cho các bác là 170.000 đồng một giò. Mua 2 giò là 300.000 được 2 chậu các nhá. Thấy hàng rất là đẹp. Hàng năm cánh trắng, mặt hoa đẹp, hàng ươm ki, giống chuẩn và hàng nở hoa Tết. Một cái dòng hoa rất là thơm và rất là giá trị những cái năm trước khi mà mới xuất hiện trên thị trường. Và hôm nay thì lên cho bác những cái chậu rất là nhiều thân và giá cực kỳ là rẻ. Giá rất là rẻ, hàng đang đi ngọn. Hàng này đến cuối năm thì nó phải dài đến tầm khoảng trung bình dao động từ 60 đến 80 cm. Để bây giờ hiện tại thì có những thân đã cao tầm 45 cm rồi ạ, 45-50 cm rồi. Và tất cả những hình này em báo là chưa có ví ship. Mỗi hình các bác cộng cho em là 30.000 tiền phí ship một hình. Còn các bác mua 2 hình bên em miễn phí ship. Ví dụ như là các bác mua một cặp này, bên em miễn phí ship. Còn nếu mà các bác mua một chậu, bên em sẽ hỗ trợ cứ các bác là chỉ tính với giá là 30.000 tiền phí ship thôi. Tại vì thậm chí có những chậu thân nó rất là dài, gửi đi đóng gói và thùng nó cồng kềnh ấy, thì tiền cước nó sẽ cao hơn cái mức giá 30.000 đấy ạ. Và sau đây thì em xin điểm qua những cái hình 5 cánh trắng họng hồng nhá. Ngày trước mua phải 300-350 một thân. Đấy, hôm nay thì một chậu như vậy nó rất là rẻ này. Mã này mã H21, HH21. 5 thân 260.000. 5 thân ạ. 1 thân, 2 thân, 3, 4, 5 thân. 5 thân có 260 này. Nguyên cả một chậu luôn. Phí ship toàn quốc nha các bác nhé. Các bác cứ gộp 2 hình thì bên em sẽ miễn ship cho các bác. Lô đợt này quá rẻ và đẹp rồi. HH19, 4 thân 250. 3 thân dài đều nhau và một thân dài vượt trội này. Thân dài vượt trội này, thân rất là mập. Đấy, về các bác cố định lên. Đẹp chưa? Có 250.000 tận 4 thân liền. HH20, 7 thân 270.000. 7 thân này ngăn ngắn tầm trung bình 30 cm nhé. 27 thân, quá là rẻ. HH23, 4 thân 270.000, 4 thân dài. 4 thân này rất là dài. Đó, 4 thân này dài lắm. 270.000. Đây là HH23. HH15, 4 thân 260.000. 4 thân ạ. Mập dài khỏe. Cao nhé mọi người nhé. HH14, 3 thân 230.000. 3 thân dài 230. HH15, 5 thân 270.000. Cũng 5 thân, đẹp. HH16, 7 thân
đều đều nhau nhé, ngăn ngắn xinh xinh. Trung bình tầm 30 đến 35 40 cm. 270.000. 7 thân. HH17 5 thân 260.000. Cả dài cả ngắn 5 thân. Và HH18 5 thân 240.000. Đó, những cái chậu năm cánh trắng hậu hồng hôm nay thì giá cực kỳ là rẻ. Hoàng tử áo đỏ, dòng hoàng tử áo đỏ này hoa của nó màu đỏ rực rỡ, cây phong thủy thu hút tài lộc. Nhiều người thì mua hoàng tử áo đỏ những cái năm trước để dùng để tặng biếu này, làm quà khai trương cửa hàng ấy. Cây này nó rất là nhiều những ý nghĩa rất là đặc biệt nhé mọi người nhé. Hôm nay thì nhà vườn người ta chỉ chọn cho em được 10 cây nó to này, chiều cao cây này gần 2 gang tay, là loại dòng cây to các bác nhé, không phải như ngày xưa là cây nó chỉ tầm 1 gang tay 1 đâu. Bản lá to là mít rất là đẹp. Và hoàng tử áo đỏ hôm nay thì số lượng có giới hạn và cây của nó rất là đẹp, giá ưu đãi chỉ có 160.000 đồng một chậu thôi. Duy nhất 10 cây 160.000. Và tiếp tục nhà em lại về thêm một lô hoàng tử đỏ lai nữa nhá các bác nhá. Vừa rồi thì em không nghĩ cái mặt hàng nó lại cháy hàng như thế. Và nhà em thì hôm nay về cây của nó rất là đẹp, có cây đôi này, cây đơn này. Cây đơn thì nó cây nó sẽ nhỏ hơn. Cây đơn nó sẽ to hơn, nhiều cặp lá hơn. Còn thường cây đôi nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, nó xem như thế này. Và một chậu như vậy, hoa màu đỏ đậm. Và dòng này thì rất là siêng hoa, hoa phân nhánh. Em bán là 160.000 một giò, quá rẻ cho một giò lan đẹp. Hàng dễ gió, dễ chăm, dễ trồng nữa. Hôm nay có về một cái loại hoàng tử đó, chính là hoàng tử nâu nhá. Em có hoàng tử đỏ này. Còn đây là hoàng tử nâu, hoa của nó màu nâu và hàng phân nhánh, rất là đẹp. Cây lá xếp 2, 4, 6, 8, 10, 11, hơn 10 cặp lá, 10, 11 cặp lá. Và những cây hoàng tử nâu này em bán là 160.000 đồng một giò hoàng tử nâu. Cây châu ngọc trai đen, một cái dòng hàng hoa của nó màu sắc rất là đẹp và sang trọng. Đấy, cây của nó cây lá xếp nhiều cặp lá, một số cây thì đang có nhú vòi hoa nhưng không phải hoàn toàn. Dòng ngọc trai đen này hoa nở quanh năm, nên là các bác cứ yên tâm là hết mùa này lứa này rồi nó đến lứa khác nó lại lên hoa nhé. Ngọc trai đen em bán là 180.000 đồng một giò ạ. Đen rô lá biên phát tài em còn hai mã này, 160.000 mã D3, gồm một thân xuống lá chưa hoa, một thân mầm dài cầm một gang, với cả những cái thân mầm nhỏ này. 160.000. Mã D5 230.000. Hiện chậu này là gồm hai khóm ghép lại em. Cái lô trước lấy là một khóm như vậy thôi đã rơi tầm 190 một chậu rồi. Bây giờ hai khóm như vậy 230. Chậu này thì thân cao hơn, chiều cao một gang rưỡi này, có hai thân xuống lá mà chưa hộ hoa này. Và ở đây mới bói ra một bông hoa thôi, còn đây là lên kia trên thân và cầm mầm gốc đây. Chậu này là 230.000, mã D5. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác những cái bảng hoàng thảo vôi, cũng như là long tu xuân hàng thuần bảng nhé các bác nhé. Bây giờ thì cây của nó đang lên kia, đây là kia 52, thân của nó rất là đẹp. Đến cuối năm thì loại này có thể dài hơn và thắt ngọn để chơi hoa. Đây là những cái bảng trước mặt các bác là những bảng hoàng thảo vôi hàng thuần. Đó, đây là hoàng thảo vôi tím hàng thuần. Và một bảng như vậy em xin phép bán là 190.000 đồng một bảng. Hàng thuần dễ bám rất là chắc rồi. Về các bác bó thêm ít rêu phọt, ít phân bón vào đây. Tại vì cái phân bón này cũng bón rất là lâu, có vẻ nó cũng hết chất dinh dưỡng ấy. Về mình bón thêm thì cây phát triển khỏe mạnh hơn. Còn phía trên đây là những bảng long tu xuân hàng thuần. Cái này long tu xuân và vôi nhà em có phân loại hết nhé. Nếu mà các bác nhìn tinh thì nhìn những cái thân hoa năm ngoái các bác sẽ nhìn ra long tu xuân thì thân nó sẽ hơi thâm hơn, còn vôi nó sẽ hơi trắng trắng hơn, xanh xanh hơn. Đấy, thân của nó ngắn thôi, riêng nó loại này nó chỉ rơi tầm một gang tay hoặc hơn gang tay một chút, trung bình cứ gang tay trên dưới một gang tay đổ lại. Đây là những cái bảng long tu xuân cũng đồng giá là 190.000. đấy, còn đây là vôi. Đấy, những cái dòng hoàng thảo vôi và long tu xuân thần bảng rất là dễ chăm, dễ trồng, dễ phát triển và hoa rất là đẹp. Đai châu hồng gấm ạ, dòng đai châu hồng gấm là một cái dòng hàng VIP và hoa của nó cực kỳ là thơm. Điều đặc biệt của dòng đai châu hồng gấm là một năm có thể ra đến 2 lần hoa nhé, những cây bản lá xếp và ghép trên lên chậu gỗ này. Cây này hoa của nó nở 2 lần trong năm mà nở nói chung là nó quanh năm. Trung bình số lượng cặp lá trong một chậu nó rơi tầm trung bình tầm 7 cặp lá, bản lá xếp mít. Và giá một chậu hồng gấm này em bán là 290.000, vòi dài siêng hoa 290.000 đồng một giò. Cửu bảo tiên hoa thơm ạ, dòng hàng nổi tiếng của bên Thái Lan. Một cây đơn như vậy em xin phép bán với giá là 150.000 một cây thôi. Hàng này thì hoa của nó khi ra hoa thì vòi rất là dài và hoa nở đẹp màu tím. Một số cây thì có đang đẻ ra những cái cây con nhỏ nhỏ đấy, chỉ có 150.000 thôi ạ.
hoàng cam ạ, những cái bảng hoàng hoàng cam hàng thuần, cây mẹ bồng con, hoa của nó thì màu cam lửa rất là rực rỡ. Và một bảng hoàng hoàng cam như vậy em bán là 150.000 một bảng nhá. 150.000 đồng một bảng. Hoa cam lửa rất là đẹp. Dáng hương neo ạ, đây là một cái dòng hàng mới. Dáng hương neo này hôm nay thì nhà em về một cái cây bụi to, bụi khủng. Cái này thì trước đây cách đây một năm thì em cũng đã bán một cái dòng hàng này rồi, nhưng cây nó chỉ bằng cái cây con của loại này thôi. Nhưng trong ngày hôm nay cái lô hàng của nó to, nó đẹp, nó bụi khủng như thế này. Đấy. Và cái dòng này là dòng chơi hương nhá, hoa rất là thơm. Cái hoa của nó màu trắng. Dòng này sai hoa mà hoa thơm đó, em đính kèm trên màn hình cho các bác. Và một chậu dáng hương neo này em bán với giá là 210.000 đồng một giò nhá, 210.000 đồng một giò dáng hương neo. Hoàng thảo săn lây, hoàng thảo săn lây là một cái dòng hàng của Thái Lan và loại này thì hoa của nó rất là siêng, đẹp, bông màu vàng với mắt màu nâu đen. Chiều cao tầm hơn một gang tay và một chậu đợt này về rất là nhiều thân. Giá rẻ chỉ 130.000 một chậu hoàng thảo săn lây. Và các bác mua hai chậu, tức là mua một cặp là 250 được một cặp hoàng thảo săn lây để về mình chơi để trồng làm giống nhá. Hàng này thì bao đẹp luôn các bác ơi. Phụ nữ hôm nay nhà em về bổ sung một số loại mới nhá. Và phụ nữ thì em vẫn miễn ship khi mua từ 3 chậu bất kỳ trở lên. Và giá là giá chưa bao gồm tiền phí ship. Có 3 loại phụ nữ rất là đặc trưng và phổ biến thời điểm Tết rất là chạy. Trước tiên đó chính là dòng phụ nữ sô cô la hoa thơm. Loại này thì đây ạ, có hai loại. Em thấy về là ví dụ có cả những chậu có nụ này, thường những chậu nụ thì nó ít tép hơn. Còn những chậu mà nó đang nhiều lá này thì nó nhiều tép hơn, nhiều giả hành hơn. Thì phụ nữ sô cô la hoa thơm, loại này là dòng màu sô cô la hoa rất là thơm nhá. Giá em bán là 160.000 đồng một chậu. Đấy, các bác lưu ý nhá, chậu nào mà nó có nụ hoa thì là số lượng tép trong một chậu nó không được nhiều bằng những chậu mà chưa nụ hoa đâu. Hoặc là những chậu nào mà thân nó cao như thế này, nó to nó mập này thì số lượng tép nó ít hơn là những chậu thân có còi. Đấy, đồng giá hết là 160.000 đồng một chậu vũ nữ sô cô la hoa thơm. Phía bên đây loại thứ hai đó chính là vũ nữ mèo cam hay là vũ nữ cam lửa. Vũ nữ cam lửa lô này cũng rất là nhiều cây đang có nụ hoa này, nhiều cây đang nhú nụ. Đấy, hàng cam lửa hàng Tết thì một chậu nó phải rơi tầm 220 một chậu cam lửa. Hàng em về cái chậu loại nhiều tép nhé, không phải cái loại chậu ít tép. Mà ngoài thị trường người ta bán chậu có một tép đã rơi tầm 130 một tép rồi. Cam lửa thì thường họ bán tép tính tiền đấy ạ. Có cả chậu nụ và có cả chậu sắp nhú nụ nhá. Riêng dòng hàng này nó nở hoa quanh năm. Và một chậu nhiều thân và như thế này, em xin phép bán với giá là 190.000 đồng một giò. Vũ nữ cam lửa, hoa màu cam lửa rất là rực rỡ. Mặt hoa của nó là dòng như tai mèo ấy ạ. Em đính kèm mặt hoa cho mọi người xem nhé. Một lô hàng mới vừa về. Theo là vũ nữ nhện xanh. Cây nhện xanh hôm nay rất là to, đẹp, hoa như những màng tơ nhện. Giống này ngày xưa là hơi đắt đỏ đấy ạ. Em bán là 160.000 đồng một chậu nhện xanh. Mặt hoa như trên màn hình. Là đen độ mắt đen nhé. Dòng hàng này thì em bán cũng rất là chạy hàng và cũng bán được nhiều lô hàng trong những thời điểm dịp Tết đến. Và chậu hôm nay thì về cho các bác những chậu cũng khá là nhiều thân. Đó, chậu nhiều thân mà thân to, mập, khỏe các bác nhé. Cái lô hàng vừa về mướt mượt mượt luôn. Cây vẫn còn đang đi ngọn này. Đấy, rất là đẹp chưa? Đấy, đen đỗ mặt đen này thì hàng Tết thì nó giá thành cũng khá là cao. Còn bây giờ các bác đầu xuân thì mua hàng theo giá hàng giống thì nó rẻ hơn thôi. Thì một chậu như vậy em xin phép bán là 220.000. Cái chậu này ấy, ngoài thị trường đang bán ra là 250 cái loại chậu đen này này, 250. Nhưng mà cái lô này thì em lấy nhiều thì em bán cho mọi người giao lưu là chỉ có 220 thôi nhá các bác nhá. Thân nó to, nó mập, màu hoa của nó là màu hồng cánh sen. Đấy, chậu của nó này rất là nhiều thân, rất là đẹp luôn. Đợt vừa rồi thì em bán có loại chậu 300. Chậu 300 thì loại chậu năn nhựa thì em vẫn có ở ngoài vườn. Còn loại này thì em bán loại 220. Nhưng mà nếu các bác lấy cái chậu 220 thì cũng đã đủ to đẹp rồi, thoải mái để làm giống rồi nhé. Hoàng thảo chuỗi ngọc nhá, hiện tại thì cây đang lên trong tình trạng là đang đẩy mầm rất là đẹp luôn. Đó, cái lô hàng hôm nay thì quá là mỹ mãn. Mầm dài, cao, cây khỏe mạnh. Đây là chuỗi ngọc hàng rừng. Mặt hoa thì sẽ có rất là nhiều những mặt hoa đa dạng. Và một chậu chuỗi ngọc thuần rồi gần 2 năm tuổi như vậy em bán là 190.000 đồng một giò ạ. 190.000 đồng một giò. Khi mà cây phát triển khỏe mạnh đến lúc mà cứng cáp này, nó sẽ tạo ra thành những cái hàng chuỗi, những cái hình chuỗi này mắt ngọc rất là sáng. Và sau đó khi mà đến thời điểm nó thắt ngọn xuống lá và sẽ cho hoa. Hàng đảm bảo là các bác là cái dòng chuỗi ngọc không phải là một cái dòng hàng nó dễ thuần ngay từ đầu. Nên để được đạt được một cái giò mà nó tươi đẹp như thế này, người ta cũng phải mất thời gian cũng như là cái điều kiện để cho cây nó thích nghi với khí hậu môi trường này. Giò hôm nay to chỉ có 190.000 thôi.
Hàng này người ta bán live trên thị trường vẫn bán từ 220 nhé, từ 220 trở lên. Đấy, một lô hàng nhà em về số lượng nhiều và giá rất là ưu đãi ạ. Thì em có về một lô đai châu hồng cánh sen lá mít xếp nhá. Nói chung là cái lô hàng nó quá là đẹp luôn. Và cây này thì nó là cũng là cây trưởng thành rồi, đã cho hoa bói và cho hoa rồi. Đấy, đây, năm vừa rồi đã ra hoa nên là chuẩn hoa cho các bác. Và hàng này thì cây của nó cũng vừa tiền thôi ạ. Em cho mọi người xem qua một cây nhá. Tình trạng cây thì các bác lưu ý là bởi vì dòng hồng cánh sen nó là hàng đắt nhất trong tất cả những dòng hoa đai châu của đai châu Thái, nên là giá thành bao giờ nhập vào và bán ra nó cũng sẽ đắt hơn là những dòng hàng đai châu sổ số, là một. Thứ hai là tạng cây của nó không to được bằng đâu. Dù nó không to được bằng nhưng giá lại còn đắt hơn. Các bác lưu ý khi cân đối khi đặt những dòng hồng cánh sen nhé. Mặt hoa thì như em đính kèm trên màn hình. Tình trạng cây đây ạ. Đây dòng lá mít xếp này, cây bản lá ngắn rất là đẹp, nó không phải như dòng lá dài. Lá dài thì cây nó to, còn như lá ngắn thì đây các bác nhìn để đo cái bàn tay thì nó cũng chỉ được như vậy thôi. Đấy, chứ không như những dòng hàng đai châu Thái bình thường. Ví dụ như những cái đai châu Thái bình thường đây ạ. Đây em cho mọi người xem, ví dụ những đai châu Thái bình thường nó to, nhưng mà riêng cây hồng cánh sen thì nó chỉ nhỏ nhỏ như thế thôi. Đấy, hàng thường này thì em bán 150, còn cái hàng hồng cánh sen á, cây hàng chuẩn hoa em bán là 170.000 đồng một cây. 170.000 một cây hồng cánh sen, hàng lá mít xếp. Rất là nhiều cặp lá, nhưng nói chung là cái lá gốc của nó vẫn giữ được các bác nhé. Trạng hoa ở đây là dòng hàng lá ngắn, nên là cây thì nó đẹp hơn 170.000. Ở Brat thì em có hai loại, đây là màu vàng này, màu vàng đốm, và thứ hai là màu trắng, hay người ta gọi là nữ hoàng bóng đêm. Dòng này hoa về đêm nó rất là thơm, dòng này dòng chơi hương. Và mỗi chậu Brat đều đồng giá là 130.000 đồng một chậu ạ. Mua 2 chậu là 250.000 được một cặp. Tiếp theo bên đây là những chậu kiếm đỏ. Kiếm đỏ, chậu hôm nay thì rất là nhiều tép, ít nhất trong chậu này nó cũng rơi tầm 4 tép trở lên. Và về các bác có thể tách chậu nhá. Mỗi chậu kiếm đỏ như vậy em bán là 160.000. Một chậu kiếm đỏ, hoa đỏ, dòng hoa sưu tầm đẹp. Và mua 2 chậu 300.000 được 2 chậu kiếm đỏ nhá. Tiếp theo do nhu cầu chơi kiếm thì em tiếp tục về thêm một những cái bụi kiếm khủng của dòng kiếm gieo hạt, đó chính là dòng xanh Huế á. Bụi hôm nay bản lá rất là to nhé mọi người nhé. Bản lá to, nhiều tép. Xanh Huế. Một bụi xanh Huế như vậy em xin phép bán với giá là 230.000 một bụi. Tiếp theo là kiếm Phan Trí ạ. Kiếm Phan Trí cũng bụi rất là lớn, nhiều thân, 230.000. Và cuối cùng là kiếm Vị Hoàng, cũng 230.000 nhé, 230.000 đồng một chậu. Nhà em vừa cập bến một lô đùi gà dẹt hàng thuần nhé. Cái hàng thuần này cũng gần 2 năm rồi. Hiện tại thì cây của nó đang đi ngọn, cũng một số cây thì vừa rồi thắt ngọn. Rất là đẹp này, cây của nó này, rất là nhiều mầm tơ. Đó, đẹp chưa? Thân nào ra thân đấy luôn. Đấy. Và đùi gà dẹt ngày hôm nay thì em xin phép bán với giá là 220.000 đồng một chậu nhé. Một chậu xanh mướt như vậy, nhiều thân tơ, chỉ có 220.000 thôi. Hàng này năm nay mà cho hoa thì nó phải rực rỡ lắm ạ. Bởi vì nó thuần rất là lâu rồi. Đấy, 220.000 đồng một chậu. Nhắc chậu nào chậu đấy cũng rất là đẹp. Vừa mới về, mới vừa về một nguyên một cái lô hàng từ gà dẹt vừa về nhá. Lan cát thì em phân nó phải rơi tầm khoảng hơn chục loại màu hoa khác nhau. Và hàng chuẩn hoa nhá. Chuẩn hoa, có một số dòng cát hoa thơm thì em sẽ giới thiệu trong quá trình giới thiệu mặt hàng. Cát hôm nay về rất là nhiều loại đẹp, và mua 3 chậu cát bất kỳ thì bên em vẫn miễn phí ship cho các bác. Các bác cứ chọn trong cái bộ sản phẩm cát này 3 chậu bất kỳ nhá. Và em xin điểm qua lần lượt từng loại. Cái cát mới về hôm nay đó chính là dòng cát trắng lưỡi tím này. Cát trắng lưỡi tím. Đấy ạ, hàng chuẩn hoa luôn. Và bụi của nó rất là to nhá, bụi to, nhiều thân. Cái này thì một số bông nó bói và hoa, còn dòng trắng lưỡi tím thì nó là thực sự là nó rất là thơm đấy mọi người ạ. Cây bụi to, nhiều thân. Như vậy em bán là 150.000 đồng một chậu. Lan cát thì không tránh được cái việc một số cây lá nó xuất sát như vậy nhé. Để em giải thích, bởi vì hôm trước có một khách làm khó đến nơi thì nó xuất sát một tí cái đầu lá thôi, cũng bắt trừ tiền. Thực ra đây là những khách mà người ta thích trừ tiền, chứ không phải là những người người ta am hiểu về cây. Những người ta hiểu về cây thì người ta biết bản chất cây, những dòng lan cát thì lá nó thường rất là giòn, nó không tránh được trong quá trình vận chuyển ạ. Đấy, bụi trắng lại tím, một bụi to đùng như vậy. Và chuẩn hoa em bán là 150.000. Các bác mua 3 chậu miễn ship. Dòng này thì hoa rất là thơm, cực kỳ là thơm đấy. Vừa nở bông hoa và được thưởng thức ngay tại cửa hàng này. Bông hoa của nó này rất là đẹp, trắng lưỡi tím mà có một chút viền tím ở đây. Tiếp theo đó chính là cát 7 sắc cầu vồng.
Và đây là cái màu VIP đã về rồi không lâu lắm rồi. Phải nói cái hàng này ấy, cứ về xong rồi nó lại cách quãng xong mới về tiếp. Dòng này nó không như những dòng khác, trọng của nó thì rất là ít thân thôi, nó không to như những dòng khác nhé. Các bác lưu ý là những cái dòng hàng sưu tầm, hàng này nó về rất là ít và mỗi lần về nó không có nhiều, và đôi khi là cái chậu của nó không thể to được bằng những dòng chậu cát bình thường mà nó lại còn đắt tiền hơn cơ. Đấy, nó giống kiểu như là những cái dòng phi điệp nó có dòng năm cánh trắng ấy, nó là dòng hàng nó khác biệt hơn một chút. Loại này thì ít thân thôi ạ. Em bán 200.000 đồng một chậu bảy sắc cầu vồng nhé. Bảy sắc cầu vồng 200.000. Đỏ đậm. Cát màu đỏ nhung đây. Cái màu đỏ một lá này rất là đẹp. Cát đỏ này nhá, em gọi đây là cát đỏ này. Bụi hôm nay là bụi siêu to. Cái bụi cát đỏ bình thường số lượng giả hành trong một chậu nó chỉ bằng một nửa này thôi, nó không nhiều đâu ạ. Những cái dòng cát này, nhưng hôm nay thì bụi về em về là bụi lớn, dòng cát đỏ lớn này. Hàng chuẩn hoa, như bản hoa trên màn hình. Em bán là 170.000 đồng một bụi cát đỏ. Còn bên đây là dòng cát vàng lưỡi đỏ. Cát vàng lưỡi đỏ, cái dòng cát một lá và hoa cực kỳ là đẹp. Cát vàng lưỡi đỏ thì là 150.000 đồng một bụi nhá. Cát trắng kim cương là dòng bán chạy nhất. Dòng này là dòng chơi hương hoa thơm. Đây ạ, một chậu rất là nhiều thân. Đấy, chậu đàn lùm nhiều thân này. Đấy, kể cả những chậu mà thân cao cao cũng rất là nhiều thân. Lô tuần này thì quá là tuyệt vời rồi. Đấy, một lô hàng cát về rất là đẹp. Dòng này bông to, sai hoa và hoa của nó màu trắng, họng vàng, thơm nức. Giá em bán là 200.000 đồng một chậu thôi ạ. Đấy, một cái lô cát trắng kim cương. Về hôm nay về mới một cái lô hàng cát mới, đó chính là cát sao vàng. Dòng này là dòng hai lá và bông của nó thành từng chùm hoa thơm. Đó, với cái màu vàng và lưỡi đỏ cực kỳ là đẹp, bụi nhiều thân nhá. Bụi nhiều thân. Dòng này thì đẻ nhánh rất là nhanh, em bán là 140.000 đồng một chậu cát sao vàng. Cát vàng cam. Cát vàng cam. Loại này thì bụi to hơn, cũng bụi to, dòng một lá. Và 180.000 đồng một chậu, 3 chậu miễn phí ship. Dòng này hoa bông đại. Và bên đây là những chậu lan cát củ tỏi nhá. Lan cát củ tỏi ngày hôm nay thì em lấy cái lô hàng mới toanh. Và hôm nay thì hầu như là 90% là đang có nụ hoa hết rồi các bạn. Nụ hoa đang nhú nhú dần lên rồi. Về các bác có thể được chơi thưởng thức hoa, thưởng thức cái mùi hương của nó ngay tại thời điểm này. Và giá hôm nay hàng nụ hoa lại rẻ hơn nhá các bác nhá. Giá hôm trước 170 cây cơ, nhưng hôm nay hàng nụ hoa như vậy với giá chỉ có 140.000 một cây thôi. Mọi người về chơi cái dòng này mà chơi hương xong tỏa hương thơm thì hãy lan tỏa những cái vẻ đẹp của hương hoa này cho những khách hàng mới. Bởi vì đây là một cái dòng hàng lan mới nhé các bác nhé. Lan cát củ tỏi đang có nụ hoa, 140.000, hàng đang nụ.